Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục ra clip thứ 88 các bạn. Thì clip này mình cũng tiếp tục share cho các bạn luôn nha các bạn. Thì hiện mình còn cái hồ này mình mới vừa đếm đó các bạn. Còn một số cá nói chung là cũng nhiều ở trong hồ ha. Đây các bạn, mình đếm mình bỏ vô đây rồi nó còn trong đây nhiều lắm. Hiện cái này là 200 mấy, gần 300 con các bạn. Nếu các bạn nào có bắt hết luôn á, mình để cho các bạn là 300 con thôi ha. Cái này thì mình ưu tiên cho các bạn cửa hàng chứ các bạn nào nuôi để bán lại ha các bạn. Thì cá này nói chung là nó cũng lớn rồi nè các bạn. Hôm trước mình có bán cho các bạn là 10k một con ghi bông và 5k một con ghe đó các bạn. Thì bây giờ mình bán xô hết toàn bộ cái này cho các bạn là tầm 300 con. Các bạn nào bắt thì mình để là 3k một con nha các bạn. Nhưng mà với điều kiện là các bạn phải bắt hết á. Hết mình mới để 3k nha, tại mình thanh lý cho sạch cái hồ luôn các bạn. Cái này hiện chỉ còn là Dumbo thôi nha các bạn. Còn HB Gecko thì nó còn mái nhiều quá, bởi vì mình không quay cho các bạn. Còn cá trống thì các con mình chưa thấy được. Nếu các bạn nào có bắt HB Gecko thì cũng liên hệ với mình luôn, mình quay cho các bạn xem. Và nó ổn thì bắt ha. Đấy các bạn, thì cá nói chung là nó rất là đẹp nha các bạn. Này đang còn tơ thôi, các bạn thấy không? Cá này các bạn nuôi tầm một tuần nữa là thấy con cá rất là đẹp các bạn. Có con nó lên điệu mà, có con này nói chung là nó lộn xộn. Hôm trước mình nói các bạn á, lộn xộn có con 2 tháng mấy cũng có các bạn, con 1 tháng mấy cũng có nữa. Nhưng mình vớt cá lớn bán cho bạn này, bởi vì nó còn lộn xộn gì nào mình chưa có chia được, bởi vì mình muốn bán cho sạch luôn. Tại vì đếm nói chung là nó nhiều quá, mình đếm cũng hơi mệt các bạn, lựa nó mệt lắm. Bây giờ các bạn nào có bán lại thì bắt cái này về để nuôi dưỡng là bán lại các bạn. Cái này nó dưỡng cũng phải dưỡng các bạn, bạn nuôi từng là lên là nó bán được rồi, tại vì cá rất ok rồi. Ghen ghi bông nữa các bạn thấy hết trơn ha. Thì là cái bài này mình sale nhà các bạn là 3k trên một con nếu các bạn bắt hết các bạn. Còn các bạn nào bắt ví dụ mà bắt xô, bắt xô mình sẽ để các bạn 5k một con ha. Bắt xô là dạng cái xô cái kiểu mà dạng như là cứ dụ các bạn bắt 100 con hay là 50 con gì đó là 5k một con, mình không có lựa ghen ghi bông các bạn. Tại cái này mình lựa hơi mệt quá trời, nó rất là nhiều. Cái này mình thấy hiện trong cái khay này ghi bông nó chiếm nó nhiều hơn nha các bạn, nhiều hơn ghen á. Ghi bông toàn là thấy mình thấy tay bướm là nhiều nha, bộ ghi bông này tay bướm không các bạn. Còn các bạn nào muốn bắt cá lớn hơn thì có bên đây ha các bạn. Bên đây thì cá hay lớn hơn, full platinum đây, thấy không? Cá này thì to hơn các bạn. Cá này thì 30k một cặp nha các bạn, này 30k một cặp. Bây này hôm trước mình đánh thuốc nó cũng hết rồi. Còn ở đây nữa các bạn, con này thì ghi bông sai, còn nói chung là lớn hơn với cái tay nó to hơn nha các bạn. Đây cái này thì ghi bông là 50k một cặp nha các bạn, ghi bông là 50k một cặp, còn ghen là 25k một cặp. Cá này là cá sai lớn nha các bạn, thấy còn nhiều lắm mà. Cái này là bao số lượng nhiều luôn nha các bạn. Nhanh quá mình vớt không kịp luôn. Nhanh quá. Nè, bây giờ. Vớt không được luôn các bạn ơi. Thì hiện mình còn cái bài cá này là cá lớn nha các bạn. Các bạn nào muốn làm giống thì bắt cá này. Còn cá kia thì các bạn có muốn lấy về để bán lại thì lấy cái bầy cá kia ha, về nuôi 1 tháng thôi. Ủa quên, lỗi là 1 tuần thôi là mình bán lại được ha các bạn. Đó. Thôi giờ mình cũng xin kết thúc video tới đây các bạn. Với lại mình nói chung là cũng các bạn nào có xem clip mình á thì các bạn cho mình xin một like ha các bạn. Tại vì để mình giữ tương tác với các bạn ha. Hiện lúc này cái kênh của mình nó bị nó mất tương tác các bạn, bởi vì các bạn cũng không biết nhiều nữa. Nói chung là cũng ít cái lượt xem nó bị rớt lại các bạn. Bởi vậy các bạn nào có coi được clip mình thì cho mình xin một like ha các bạn. Thôi giờ mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều nha các bạn. Xin chào các bạn ạ.